chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2028. Huyện Phù Cừ đẩy nhanh tiến độ các công trình. Gương bà Lê Hồng Hợi, Bí thư chi bộ trưởng thôn Trúc Nội, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, miệng nói tay làm. Cháu bé 8 tuổi tử vong do đuối nước ở huyện Khoái Châu. Huyện Yên Mỹ tồn tại nhiều cột điện giữa đường, dây cáp viễn thông chằng chịt gây mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 1886 phê duyệt đề án Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2028. Mục tiêu chung của đề án là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tập trung thực hiện xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đánh giá thực trạng hoạt động của công an phường, những kết quả đạt được, ưu điểm hạn chế, khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong đề án phù hợp với chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đề án được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn, đến năm 2025 có ít nhất 50% và cuối năm 2028, 100% công an phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Trong quá trình triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị thì phải đảm bảo đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo theo lộ trình, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng đơn vị địa phương, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị phải được thực hiện tốt ở các phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào ngay trong năm 2023 và duy trì các năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương đang rất chậm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên năm 2023, tại huyện Phù Cừ, dù được giao nguồn vốn khá lớn, song tiến độ thi công và khối lượng vẫn đạt khá. Huyện đang tập trung các giải pháp cùng các nhà thầu để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đầu tư công vào 4 tháng còn lại của năm 2023. Lấy rút ngắn thời gian thi công, bù cho thời gian bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ gắn với đảm bảo chất lượng an toàn đúng quy định của pháp luật là những nội dung được Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của huyện Phù Cừ chỉ đạo xuyên suốt trong năm nay. Dự án đường trục trung tâm huyện Phù Cừ có giá trị hợp đồng trên 150 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2022. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, với sự đôn đốc của chủ đầu tư, sự nỗ lực tập trung nguồn lực của nhà thầu để thi công, đến nay khối lượng thi công được 83%, dự kiến dự án hoàn thành trước một năm. Nguồn vật liệu khan hiếm này, rồi là giá cả thị trường tăng cao, đơn vị phải bù lỗ rất nhiều trong quá trình thi công, nhưng vì những cái cam kết với cả huyện, với chủ đầu tư, nên đơn vị vẫn cố gắng tìm mọi cách để thi công đạt được tiến độ sớm nhất. Chúng tôi đã thực hiện những cái biện pháp để tập trung cái lực lượng, máy móc, trang thiết bị, nguồn nhân lực và đặc biệt là chủ động tập kết nguồn vật liệu sẵn có, cho từ đó chúng tôi có thể tích cực thi công làm nhiều mũi và tăng ca liên tục để đạt được những cái tiến độ. Năm 2023, kế hoạch vốn huyện Phù Cừ là gần 1.700 tỷ đồng. Đến thời điểm này, khối lượng thực hiện đạt gần 1.000 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch. Đây là nỗ lực rất lớn của huyện và các đơn vị thi công, bởi trong các tháng đầu năm nay, giá vật liệu, đặc biệt là cát đen tăng liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ san lấp, thi công các công trình. Với quyết tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đến nay huyện Phù Cừ không để tình trạng các dự án ghi vốn khi chưa có nguồn như một số địa phương khác. Giải quyết triệt để những cái vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chúng tôi đồng thời thực hiện các cái nhiệm vụ vừa giải phóng mặt bằng, vừa triển khai thi công để đảm bảo tiến độ, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc thi công, vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa đảm bảo chất lượng của công trình.
khối lượng thực hiện đạt khá với khoảng 60% kế hoạch năm, nên khả năng 4 tháng còn lại năm nay, Vô Cư sẽ đảm bảo được kế hoạch thi công. Song hiện nay, tiến độ giải ngân của huyện mới đạt 620 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch năm. Nguyên nhân do nguồn vốn từ các năm trước chưa thanh toán được và việc bố trí vốn năm 2023 còn hạn chế. Đây cũng là những vấn đề mà huyện Vô Cư đang tập trung cùng với các ngành chức năng của tỉnh tháo gỡ trong thời gian tới. Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ đã thu hồi trên 380 ha đất để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, diện tích thu hồi phục vụ quốc phòng an ninh 1,9 ha, bố trí tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất trên 18 ha và giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội gần 363 ha. Điển hình như dự án đường vành đai 4, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT376, dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng. Diện tích giải phóng mặt bằng tập trung tại xã Trung Hòa, Hoàn Long, Đồng Than, Tân Lập với số tiền đã chi trả bồi thường hỗ trợ trên 1.300 tỷ đồng. Hiện phần lớn các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang triển khai thi công. Có những dự án đưa vào sử dụng và khai thác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định số 2529 về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong với tổng diện tích 5,5 ha tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Theo tiến độ, quý 4 năm 2022, chủ đầu tư phải đưa dự án vào khai thác vận hành. Thế nhưng đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh lại phải ban hành quyết định số 1578 để điều chỉnh kéo dài thời hạn kết thúc đầu tư dự án tại quyết định 2529. Vậy đâu là nguyên nhân? Ông Vũ Đức Vượng, thương binh kháng chiến chống Mỹ ở thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào là một trong số 31 gia đình của thôn có diện tích đất cần giải phóng mặt bằng bàn giao cho dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong. Nhận thức sâu sắc về lợi ích xây dựng cụm công nghiệp làng nghề nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, tạo điều kiện cho con cháu phát triển nghề mộc truyền thống bền lâu. Nên ông là người đầu tiên của xã nhận 420 triệu đồng và bàn giao 1.200 m2 đất lúa cho dự án. Dự án về thì chúng tôi cũng nhất trí và tuyên truyền bà con cùng như vậy là khu vực được giải tỏa thì là cũng động viên nhau để như vậy nhận tiền như vậy đã đầu để làm sao nó nhanh chóng dự án được triển khai. Từ tháng 12 năm 2020, thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với xã Hòa Phong triển khai thu hồi đất thực hiện dự án. Tất cả các bước giải phóng mặt bằng thu hồi đất đều được thực hiện công khai đúng quy trình. Kết quả đã có 25 trên 31 hộ đồng ý ký tờ khai và biên bản kiểm kê. Đến thời điểm này đã có 21 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hiện còn 4 hộ đã ký biên bản kiểm kê nhưng chưa nhận tiền và 6 hộ chưa ký tờ khai biên bản. Đáng chú ý trong 6 hộ này có 2 hộ đang đi làm tại tỉnh Bình Phước nên cũng gây ra nhiều khó khăn cho địa phương và ban quản lý dự án thị xã. Chúng tôi đã dùng nhiều cái biện pháp để có nắm được cái thông tin nơi ở và cũng đã có 3 lần chúng tôi đã chuyển giấy mời vào các hộ gia đình này, mục đích để mời gia đình về để cùng bàn bạc thống nhất và tuyên truyền vận động để gia đình hiểu được vị trí vai trò của việc phát triển kinh tế đối với làng nghề mộc xã Hòa Phong theo cái cụm công nghiệp làng nghề. Gia đình chấp thuận và đồng thời là sẽ thực hiện cái việc bàn giao đất và chấp thuận nhận tiền đền bù thu hồi đất. Chúng tôi sẽ làm cái báo cáo gửi ủy ban thị xã và trình các phòng chuyên môn để thực hiện cái bước kiểm đếm bắt buộc. Và tiếp theo nữa thì nếu hai hộ tiếp tục không hợp tác thì chúng tôi sẽ làm cái cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cuối cùng sẽ là cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 1578 ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì thời gian thực hiện đầu tư dự án sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2024 để đưa dự án vào khai thác. Thời gian đến hạn này không còn nhiều, đòi hỏi Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào và các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền xã Hòa Phong cần có biện pháp quyết liệt hơn để công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong sớm hoàn thành để chủ đầu tư có mặt bằng triển khai xây dựng hạ tầng dự án. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Thưa quý vị và các bạn, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai được dự báo tăng lần thứ 7 liên tiếp. Theo đó, giá xăng có thể tăng nhẹ từ 50 đến 120 đồng trên lít, còn giá dầu có khả năng tăng cao hơn. Theo lịch, ngày 11 tháng 9 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu gần đây có xu hướng tăng cao khi liên tục tăng trong 2 tuần qua. Tuần này, giá xăng dầu thế giới đánh dấu tuần tăng mạnh thứ 2 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần này, giá của hai loại dầu chuẩn tăng thêm khoảng 2%. Nguyên nhân giá dầu thế giới tăng cao là do giá dầu diesel kỳ hạn của Mỹ đi lên và lo ngại về nguồn cung dầu thắt chặt sau khi Ả Rập Xê Út và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung đến hết năm. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và đưa vào vận hành 8 hệ thống thông tin dùng chung. Đó là cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên https://hưngyen.gov.vn và các trang thông tin của sở ban ngành địa phương. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên https://dịchvucong.hungyen.gov.vn. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, tên miền mail.hungyen.gov.vn. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh, hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức tỉnh, hệ thống tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội và trung tâm chỉ đạo điều hành thông minh tỉnh. Việc xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống thông tin dùng chung giúp hoạt động chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả hơn. Nhanh nhẹn, cởi mở, tháo vát, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động ở địa phương là những nhận xét đánh giá của lãnh đạo, đảng viên và người dân địa phương khi nói về bà Lê Hồng Hởi, bí thư chi bộ, trưởng thôn Trúc Nội, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Hơn 3 năm qua, ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa sớm tối, người dân thôn Trúc Nội đều quen với hình ảnh bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Hồng Hởi tất bật với công việc của làng, của xã. Từ việc vận động nhân dân hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng cho phát triển công nghiệp, đến việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, xã hội hóa, xây dựng các công trình, hoạt động cho thiếu nhi, cũng như xây dựng chi bộ vững mạnh, tiêu biểu. Đồng chí Hỏi rất có trách nhiệm, rất là năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân. Đồng chí cũng đã huy động được cái sức mạnh của nhân dân và cái sự đoàn kết của chi bộ. Năm 2020, sau khi nghỉ hưu, bà Hởi được lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã động viên, đảng viên và nhân dân tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Trúc Nội. Nhận thấy đời sống người dân đã khá giả nhưng môi trường chưa sạch đẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe người dân. Việc đầu tiên là bà thành lập ngay tổ vệ sinh môi trường với 12 thành viên và bà trực tiếp tham gia quét thu gom rác thải khắp trong thôn cùng với chị em. Mình phát động ra cái gì là mình phải làm cùng với nhân dân chứ không bao giờ mình đi mà mình nói xong mình không làm. Đấy mà mình làm thì nhân dân người ta mới nhìn thấy cái trách nhiệm của mình, người ta theo hết. Có những lần mà dọn vệ sinh môi trường của xóm là tôi phải dọn đến 12 giờ đêm. Là một thôn cuối xã, đi lại khó khăn, con đường trục chính trong thôn trước đây rất nhỏ. Khi xã có chủ trương cải tạo nâng cấp mở rộng, trong khi đó có rất nhiều nhà, ngoài đất còn có các công trình như cửa hàng, cổng, tường rào mới xây dựng. Bằng tính kiên trì mềm dẻo thuyết phục có trước có sau, 50 hộ ven đường có đất và công trình đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất với trên 700 mét và phá dỡ công trình bàn giao đất để thi công đường. Trước thì thực chất là con đường nó rất là hẹp, nhưng được sự vận động của đồng chí Lê Hồng Hải đây tuyên truyền rộng rãi về đường xá là để cho sau này mở rộng ra. Nhà tôi đây phá cả quán ra, nhà tôi hiến ra là khoảng tầm trên dưới 50 mét luôn. Thôn Trúc Nội có 154 hộ có đất nông nghiệp nằm trong khu công nghiệp sạch và khu công nghiệp số 5 với diện tích trên 125 mẫu. Bà đã cùng cấp ủy chi bộ tập trung huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể cùng vào cuộc, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác dân vận. Vì vậy, 154 hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho dự án. Đây cũng là thôn đi đầu của xã trong bàn giao mặt bằng. Chúng tôi đã được cán bộ thôn, đặc biệt là đồng chí Hỏi trưởng thôn đến tận gia đình vận động và chúng tôi đã hoàn toàn nhất trí với cái chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ luôn ạ. Trưởng thôn Lê Thị Hỏi, đồng chí trưởng thôn thì với tinh thần là không sợ ngại khó, khổ, bất kể trong giờ làm việc hành chính, có thể là ngoài giờ hành chính, thôn Trúc Nội đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với các diện tích có đất thu hồi trong các dự án khu công nghiệp.
Tin tưởng rằng với sự cố gắng của bản thân, cộng với phát huy sự đoàn kết, nhất trí gương mẫu và nêu cao vai trò trách nhiệm của các đảng viên, bà Hợi sẽ tiếp tục chèo lái cùng 20 đảng viên và hơn 1.000 nhân khẩu thôn Trúc Nội giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào và xây dựng quê hương giàu đẹp. Chiều ngày 9 tháng 9 tại thôn Hương Quất 1, xã Thành Công, huyện Khoái Châu xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé 8 tuổi tử vong. Sự việc xảy ra tại khu vực sông mới thôn Hương Quất 1. Trong lúc đứng trên bờ vớt một quả bóng bị rơi xuống nước, cháu bé đã bị trượt chân ngã xuống sông. Do không biết bơi lại gặp chỗ nước sâu nên cháu bị đuối nước. Sự việc xảy ra vào thời điểm vắng vẻ, khi người dân phát hiện có người bị đuối nước tiến hành trục vớt thì cháu bé đã tử vong. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên có 20 trẻ em tử vong do đuối nước. Các bậc phụ huynh cần sát sao trong quản lý và trông nom con em mình cho trẻ em học bơi để phòng chống đuối nước. Trên tuyến đường DH60 nối từ quốc lộ 38 đi qua địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi sang huyện Kim Động, có đoạn cua lớn rất nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là đoạn từ trạm bơm thôn Đặng Xuyên chạy gần đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Đoạn đường này do độ cua cao nên thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhiều năm nay. Đã có tới 5 vụ tai nạn chết người và nhiều vụ tai nạn thương tích, gần đây nhất là vụ tai nạn thương tâm xảy ra cuối tháng 5 năm 2023. Từ 2008 tới đây thì cũng đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Đặc biệt là những cái vụ tai nạn mà gây chết người thì cũng phải tầm 5-6 vụ. Đặc biệt vừa qua thì tháng 5 năm 2023 thì đã xảy ra vụ tai nạn chết ngay tại vị trí đây. Nguyên nhân là do đoạn đường này có đoạn cua gấp, các phương tiện qua đây nếu không làm chủ tốc độ sẽ rất dễ bị lao xuống rãnh nước. Thực tế, tất cả các vụ tai nạn giao thông ở đây đều tự nạn khi không kịp giảm tốc độ, nhất là những người ở nơi khác tham gia giao thông qua đoạn đường này. Kiến nghị là các cơ quan chức năng ấy, sau này là sẽ mở rộng cái cung đường này ra cho cung đường nó đỡ gấp. Cái thứ hai nữa là thiết kế cấu tạo đường làm sao nó nghiêng về bên bờ sông, thì là trinh theo bờ sông thì để theo một cái kết cấu làm sao mà nó đảm bảo cái an toàn giao thông, đồng thời là lắp đặt các biển báo và gờ giảm tốc để giảm thiểu cái tốc độ. Hiện nay, tuyến đường này đang được huyện triển khai thi công sửa chữa và nâng cấp. Từ những vụ tai nạn thương tâm trên, cử tri xã Đặng Lễ kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi và đơn vị thi công có các giải pháp để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm trên địa bàn xã, tạo sự yên tâm cho người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường này. Tại một số địa phương ở huyện Yên Mỹ, có nhiều cột điện nằm ở giữa đường, dây mạng, dây điện thoại treo chằng chịt trên cột điện, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư. Đây là cột điện ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long. Trước đây, cột điện này nằm ở ven đường, nhưng từ khi con đường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, thì nó lại nằm ra lòng đường. Không chỉ gây mất mỹ quan, mà cột điện đã ảnh hưởng đi lại của nhân dân, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Năm 2022, là có một công dân đã đi sau khi ba bỏ cột điện xong lăn ra chỗ này, xong thì nó làm tai biến não chết. Trên địa bàn xã Thanh Long, đến nay có gần 60 cột điện giữ đường ở tất cả 6 thôn. Nguyên nhân là do trong quá trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, người dân hiến đất đóng góp kinh phí để làm đường. Vì vậy, nguồn kinh phí di chuyển lưới điện hiện trạng hạn chế dẫn đến tình trạng đường làm xong nhưng không đồng bộ với hệ thống lưới điện, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông. Một số xóm đang mở rộng đường, nó còn một số các cái vị trí nó cũng ảnh hưởng đến cho người và tham gia giao thông, thì cũng đề nghị là các cấp cũng chỉ đạo cái ngành điện làm sao để hỗ trợ nhân dân một cách là sớm nhất để cho nhân dân di dời các cái cột điện vào các cái vị trí để cho người tham gia giao thông nó rất là đi lại là thuận tiện. Đối với một số địa phương trong cái quá trình thực hiện dự án mà chưa đưa cái hạng mục di chuyển đường điện này vào trong dự án thì đề nghị các địa phương xem xét để bổ sung nguồn kinh phí. Còn tại xã Sai Phạm, từ nhiều năm nay, tình trạng cáp viễn thông, dây thuê bao treo chằng chịt, không đảm bảo độ cao, gây mất an toàn và mỹ quan khu dân cư. Tại thôn Sai Phạm đã từng xảy ra vụ cháy dây cáp viễn thông gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Đây đã xảy ra 3 vụ cháy.
đấy, mà cháy là coi như là một là ở cái cột điện ở chỗ cái góc cua phía trước mặt đấy, hai là ở trong cái xóm dinh đấy, ba nữa là ở chỗ đầu cầu vào, cháy là gần như các công tơ là không còn sử dụng được và đường dây điện là gần như phải thay lại hết. Đây là hệ thống dây viễn thông của các nhà mạng internet và cáp truyền hình, thậm chí dây điện thoại cố định nay không còn sử dụng nhưng doanh nghiệp chủ quản không thu hồi. Qua tác động của mưa nắng, một số đoạn đứt gãy, treo lủng lẳng gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người đi đường và nguy cơ mất an toàn cháy đổ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.